Thật ra Lê Cát xin chào tất cả các chị đang theo dõi video clip của Lê Cát ngày hôm nay. Hôm nay thì Lê Cát sẽ mang đến một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt đã có mặt tại Lê Cát đến nay được gần một thập kỷ rồi ạ. Sản phẩm có tên gọi là túi sang. Toàn bộ sản phẩm sang được Lê Cát sử dụng bằng chất liệu da bò lớp 1, nhưng khi sờ hay chạm vào đều có cảm giác rất là mềm mại này, rất là chắc chắn này. Sang là một chiếc dáng túi sách hobo với phần đổ miệng, thiết kế có hai que sách đeo vai và đeo chéo. Khi nào mình không đeo chéo, các chị hoàn toàn có thể cài sẵn dây đeo vai ở đây để tạo một độ mềm mại hơn, là lướt hơn, bay bổng hơn cho túi sách sang này ạ. Túi sang với nội thất vô cùng rộng rãi để anh chị có thể để cực kỳ là nhiều đồ. Ở phía bên trong đã có những ngăn vách phụ như là ngăn cockpit, ngăn để thẻ riêng biệt, ngăn chính rộng rãi, hai ngăn phụ chia đồ và sẽ có thêm một ngăn khóa kéo phụ kiện bằng vàng mới, rất là đẹp và phù hợp với sản phẩm. Và điều đặc biệt hơn cả, trong tất cả các sản phẩm lần này, Lê Cát đã thay đổi bằng một phụ kiện mới, phụ kiện giả cổ từ phần khóa, phần khoen có logo của Lê Cát và cũng sẽ được mình tặng thêm một chiếc chăn tozo và chiếc chăn tin rất là xinh xắn cho sản phẩm của mình. Túi sang có hai kích thước. Size em ngang 29cm, cao 26cm, độ rộng đáy là 11. Size chị ngang 33cm, cao 29cm, độ rộng đáy là 12, để các chị có thể lựa chọn phù hợp theo sở thích của mình. Và đừng quên, sản phẩm sang lần này sẽ được gửi kèm quà tặng này, cũng như là có phụ kiện khóa đồng mới ạ. Anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là S4 rồi các số điện thoại để có ngay một phong cách cực kỳ là phóng khoáng, năng động